mà gấm gọn. Không được đem số tài sản này đi, thành của bố thí, hiểu chưa? Đó là mồ hôi nướng bắt của bà hơn 30 năm nay, bà cấm con. Hai cha con anh sao cứ gặp nhau là gây nhau hoài vậy? Tám. Dạ, ông Chích kêu con. Tao tin mày. Ừ. Tao hỏi mày phải trả lời cho thật. Dạ. Mày có muốn làm con rể tao không? Dạ. Tao gả con Phượng cho mày, giao cả cơ ngơi này cho mày quản lý. Mày hãy tin điều đó. Mình à, việc mình định gả nhỏ Phượng cho Tám là thiệt hay giỡn vậy mình? Tôi đang còn tính thêm, để coi thái độ thằng Tám ra sao đã. Xem ra thì chẳng thấy đứa nào xứng hơn nó. Nó là người trung thành tuyệt đối, tôi chỉ tin tưởng một mình nó thôi. Nhưng liệu con Phượng nó có chịu không? Mình đừng có ép nó quá rồi nó lại bỏ đi như lần trước thì sao? Tôi đã có cách trị, cô khỏi lo. Mình à, em đã tới gặp bác sĩ rồi. Họ tư vấn rằng vợ chồng mình vẫn có thể sinh con nếu như chấp nhận làm thụ tinh nhân tạo. Hay mình làm vậy nghe mình. Nếu như sau này con Phượng có đi lấy chồng thì ở nhà mình cũng không buồn tẻ. Tới giờ cô mới thấy cần có con à? Nếu cô chịu làm việc đó cách đây 10 năm thì tôi không phải đau đầu vì chuyện con cái. Em sao vậy? Trước đây bảo sẽ sắp xếp hết mọi chuyện để mình tới hẳn với nhau. Giờ thì sao? Lão Tường đang muốn anh lấy con nhỏ Phượng. Sướng quá trời rồi. Làm gì mà phải đăm chiêu suy nghĩ gì nữa. Dẹp ngay cái kiểu cách nói chuyện đó đi. Tôi cũng đâu có hàm hố về cái chuyện đó. Tôi đang nghĩ tại sao lão Tường lại có quyết định kỳ cục đến như vậy. Việc đó có phải là nằm trong dự tính của lão Tường lâu nay, hay chỉ nhất thời tức giận mà lão muốn nói ra? Thì lão cưng anh, muốn chọn anh làm rể để quản lý tài sản giúp lão. Được là người duy nhất lão tin tưởng, sướng quá trời rồi. Không dám đâu cưng ơi. Nếu việc này là do lão tức giận do con gái cưng cô lão mà buộc miệng nói ra thì cũng không đáng ngại. Nhưng nếu nó nằm trong sự tính toán của lão thì e là sắp gặp tai họa rồi đó em à. Em không hiểu. Con nhỏ Phượng, cho dù nó chết, nó cũng không lấy thằng Tám này làm chồng đâu.
Chuyện đó thì tôi chắc chắn. Lão già bắt ép thì cô chủ nhỏ sẽ nghĩ đến chuyện làm liều. Khi đó tôi không thể không đứng ra dàn xếp. Lỡ dàn xếp không được, con nhỏ lăn ra chết, còn mạng tôi có giữ được hay không? Thiệt tình anh cũng mong được làm con rể lão chứ gì. Cơ may lớn quá mà. Vợ thì vừa trẻ vừa đẹp nè, bỗng dưng vớ được mớ tài sản rõ bự. Đổi đời trong chớp mắt. Cô nói cái gì? Để làm chuyện đó tôi sẽ giết cô trước. Em cũng sẽ giết con nhỏ Phượng nếu như anh quyết định lấy nó. Em được suy nghĩ bậy bạ như vậy được hay không? Tôi ham gì khi tôi trở thành vật thế thân của ông chủ? Mà cũng vui vẻ gì khi gọi em là chị ghẻ chứ. Nhưng làm sao anh có thể quyết định thay lão nếu như đó là điều mà lão muốn? Cuộc đời thằng tám trưởng này không phụ thuộc vào quyết định của ông chủ. Ơn thì phải trả, nhưng không vì vậy mà bán cả linh hồn của mình. Vậy bây giờ anh tính sao đây? Em nè, em có yêu tôi không? Tôi hỏi thiệt đó. Em nghĩ sao khi tôi nói tôi yêu em thiệt lòng? Yêu thì sao, mà không yêu thì sao? Nếu em yêu tôi thiệt, mình sẽ cùng nhau bỏ trốn. Ông chủ sẽ không buông tha cho tôi khi biết tôi yêu em mà bỏ rơi con gái của lão. Còn nếu không yêu thì tôi sẽ giết em và làm con rể của lão. Tôi chỉ chọn cho mình bằng con đường đó thôi.